Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Phụ huynh phải mua sách giáo khoa tỉnh phê duyệt chứ không được chọn chỗ tốt giá rẻ để mua. Quý vị thân mến, khác với chương trình năm 2006, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã thực hiện chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa và thời điểm ban hành đã nhận được nhiều tán đồng, ủng hộ vì nhiều người tin sẽ phá được thế độc quyền sách giáo khoa mấy chục năm vừa qua. Hơn nữa, trong các văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, các trường, các tổ bộ môn có thể cùng lựa chọn nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau cho mỗi trường chứ không đóng đinh một bộ sách giáo khoa. Điều này giúp cho các trường, các tổ bộ môn có thể lựa chọn những bộ sách mà mình cảm thấy phù hợp nhất để giảng dạy. Đặc biệt, cũng trong các văn bản hướng dẫn về việc lựa chọn sách giáo khoa trong chương trình mới, phụ huynh cũng được tham gia lựa chọn sách giáo khoa cho con em mình. Thế nhưng, thực tế thì phụ huynh rất khó có cơ hội được lựa chọn bộ sách giáo khoa nào cho con mình học tập, mà nếu có cũng chỉ trên danh nghĩa đại diện và hình thức. Còn khi mua sách giáo khoa thì bắt buộc phụ huynh phải mua sách theo nhà trường đã chọn, chứ mua sách khác làm sao con em mình học được. Quy trình việc lựa chọn sách giáo khoa trong chương trình mới đang được thực hiện ra sao? Đối với năm học 2020 đến năm 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện ở lớp 1 và việc lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo thông tư số 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại khoản 2 điều 4 thông tư số 01 năm 2020 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đã quy định hội đồng lựa chọn sách giáo khoa như sau. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên các bộ môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu là 7 người. Như vậy, trong hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cũng chỉ có một đại diện của ban đại diện cha mẹ học sinh mà thôi. Khi chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thực hiện ở lớp 2 và lớp 6, thì việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa bắt đầu được thực hiện theo thông tư số 25 năm 2020. Theo khoản 2 điều 4, thông tư số 25 năm 2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, thì mỗi môn học của một cấp học thành lập một hội đồng, số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó. Tại điều 8 của thông tư số 25 năm 2020 cũng được hướng dẫn các tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất một sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Sau đó, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất, lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn. Tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương. Như vậy, vai trò phụ huynh trong việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông thực ra rất mờ nhạt. Dù đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh được cơ cấu vào hội đồng, nhưng về cơ bản chỉ dự khi các tổ chuyên môn đã lựa chọn trong sách giáo khoa bước 1 thì đến nhà trường lựa chọn bước 2 mới có ban đại diện cha mẹ học sinh tham dự. Nhưng thực tế theo người viết, phụ huynh chỉ tham gia ở mức độ cơ cấu cho đủ thành phần, còn vai trò thực sự rất mờ nhạt. Sau đó trường sẽ báo cáo lên cấp phòng sở và cấp sở sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa cho địa phương và các nhà trường. Làm sao phụ huynh có được lựa chọn sách giáo khoa rẻ và tốt? Ngày 8 tháng 6 năm 2022, trên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết Bộ trưởng Tài chính, doanh nghiệp tự kê khai giá sách giáo khoa, phụ huynh chọn chỗ tốt rẻ để mua của tác giả Ngân Chi. Bài báo này đã dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Đinh Thị Ngọc Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về giá sách giáo khoa hiện nay. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết sách giáo khoa thuộc danh mục kê khai giá nên quyền quyết định về giá là các nhà xuất bản. Tinh thần là minh bạch, công khai, phụ huynh sẽ lựa chọn cơ sở nào chất lượng nhất, giá tốt nhất để mua. Nhà nước chỉ có thẩm định giá với sách giáo khoa hoặc sản phẩm được mua bằng ngân sách nhà nước. Theo nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thì phụ huynh sẽ lựa chọn cơ sở nào chất lượng nhất, giá tốt nhất để mua, bởi giá sách giáo khoa đã minh bạch, công khai rất cụ thể.
Nhưng thực tế phụ huynh có quyền tự quyết để mua sách giáo khoa đảm bảo tiêu chí, chất lượng nhất, giá tốt nhất hay không? Chúng tôi cho rằng phụ huynh không được quyền tự quyết trong vấn đề này. Bởi khi lựa chọn sách giáo khoa thì mỗi trường cũng chỉ có thể mời được ban đại diện cha mẹ học sinh tham dự, nhưng chọn bộ sách nào thì cơ bản các trường đã làm xong ở bước 1 rồi. Vì thế, dù ban đại diện cha mẹ học sinh có tham dự nhưng cũng chỉ để đủ thành phần mà thôi. Khi cấp trên đã phê duyệt các sách giáo khoa do nhà trường đề nghị thì tất nhiên là tất cả phụ huynh trong trường phải mua sách mà nhà trường đã lựa chọn. Lúc này tốt, rẻ không còn là tiêu chí lựa chọn của phụ huynh nữa. Ngay cả khi nhà trường lựa chọn sách giáo khoa thì cũng không lựa chọn được bộ sách nào đắt, bộ sách nào rẻ, chứ phụ huynh làm sao mà lựa chọn được. Bởi vì khi lựa sách chủ yếu là sách mẫu hoặc file PDF điện tử chưa hề được nhà xuất bản niêm yết giá. Khi các địa phương lựa chọn xong xuôi thì lúc này các nhà xuất bản mới niêm yết giá cụ thể trên website của mình, nhưng lúc này là sự đã rồi. Còn việc sách có chất lượng nhất, phụ huynh cũng không lựa chọn được vì sách giáo khoa phụ huynh mua phải nằm trong danh mục sách của nhà trường lựa chọn. Nếu mua sách khác thì làm sao con em mình học được, vì dù là một chương trình nhưng hiện nay đang có tới 3 bộ sách khác nhau. Chính vì thế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nói, phụ huynh sẽ lựa chọn cơ sở nào chất lượng nhất, giá tốt nhất để mua. Dù trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy, vì phụ huynh phải mua sách giáo khoa mà nhà trường đã lựa chọn. Kit test Việt Á ra đời và gây họa như thế nào? Kính thưa quý vị, sau khi kit test COVID-19 được cấp phép lưu hành hồi tháng 3 năm 2020, Việt Á đã bắt tay với các đối tác bán sản phẩm này cho 62 tỉnh, thành phố. Cũng từ que test này, đã có tới gần 60 người bị khởi tố. Dùng gần 19 tỷ đồng ngân sách để nghiên cứu kit test COVID-19. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCR One Step phát hiện virus corona chủng mới COVID-19 do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều mùng 6 Tết năm 2020, theo phóng viên, Bộ Khoa học Công nghệ đã họp khẩn cấp với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về bàn các định hướng nghiên cứu góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại đây, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thống nhất kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào các hướng nghiên cứu về dịch tễ học, virus học, phác đồ điều trị, đặc biệt là chế tạo bộ sinh phẩm, bộ kit phát hiện virus corona chủng mới, nCoV. Chỉ sau buổi họp vài ngày, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã ký quyết định phê duyệt đặt 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới, nCoV, trong Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện. Ông Tạc nói tại cuộc họp báo khi đó, xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc phải sớm có bộ kit phát hiện nCoV để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty Việt Á đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi, cả ngày nghỉ lẫn ban đêm. Đến nay, hai đơn vị đã hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo được bộ kit Real-Time RT-PCR One Step phát hiện nCoV. Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ thông tin, vào 16 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ thành lập đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit Real-Time RT-PCR One Step với tỷ lệ 80/80, 100%. Thành viên hội đồng thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit Real-Time RT-PCR do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã có quyết định số 774 về việc ban hành danh mục hai sản phẩm chuẩn đoán in vitro xét nghiệm virus corona SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Học viện Quân y và Công ty Việt Á sản xuất để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cho biết, thời gian qua kết quả của bộ kit này là 2 tiếng, tương đương với giá bộ kit khác của WHO và CDC, nhưng tiền thì chỉ từ 400 đến 600 nghìn đồng, bằng 1/3 giá tiền của WHO. Tiếp đó, vào tháng 12 năm 2021, Cổng Thông tin Bộ Khoa học Công nghệ đã đăng tải báo cáo chi tiết liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 nói trên. Trong đó có thông tin, tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng, gần 60 người bị khởi tố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh, bộ trang thiết bị y tế, chẩn đoán virus xét nghiệm virus SARS-CoV-2, gọi tắt là kit test COVID-19, xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định, vào tháng 4 năm 2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit test COVID-19. Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2021, Công ty Việt Á đã cung ứng kit test COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng.
Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng. Trở lại công trình nghiên cứu kit test COVID-19 nói trên, theo Bộ Khoa học Công nghệ, công bố có kinh phí từ ngân sách là gần 19 tỷ đồng. Khi vụ án được khởi tố, dư luận băn khoăn tại sao nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia dùng tiền ngân sách lại rơi vào tay Việt Á. Đem thắc mắc trên, phóng viên đã hỏi lãnh đạo Bộ Công an tại cuộc họp báo cuối năm 2021 nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Chỉ đến chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, khi ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị cơ quan điều tra Công an khởi tố bắt tạm giam thì câu hỏi này mới dần được sáng tỏ. Theo Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, đã chạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệu thương kit test COVID-19. Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 58 bị can về 5 tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 3 tháng 3 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản trị giá 1.600 tỷ đồng liên quan đến vụ Việt Á.